Chào các bạn, tiếp theo trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ và tư vấn du học và chỉ có một địa chỉ duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu thêm cho các bạn thông tin về trường ICE. Trường có những đặc điểm gì mà có nhiều bạn là sinh viên quốc tế lựa chọn để như vậy? Thì trường ICE là nhà cung cấp chương trình giáo trình đào tạo với kinh nghiệm là 27 năm cung cấp với chương trình giáo dục đào tạo, và trường cũng đóng vai trò chủ đạo tác động đến cuộc sống của sinh viên, cung cấp cho sinh viên có môi trường học thuận lợi và đào tạo tốt nhất thông qua quan hệ hợp tác chiến lược với các trường đại học và được công nhận trên quốc tế và các tổ chức chuyên môn. Trường ICE thì cũng cung cấp các chương trình đào tạo và chất lượng về kinh doanh, kế toán, luật, du lịch khách sạn, v.v. Và chương trình học thì được các giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy trong một môi trường học tập, giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm và cũng như là những cái kiến thức cần thiết. Với môi trường học tập thì nhiều sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau thì khi học tại trường là ICE thì tạo cơ hội cho các bạn tiếp xúc cũng như là trao đổi các nền văn hóa, đồng thời chuẩn bị tốt cả về mặt học thuật. Và mọi thông tin thắc mắc về trường cũng giống như là mức học phí ra sao thì các bạn có thể liên hệ theo số hotline 0838484879 để được các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương hỗ trợ cụ thể hơn cho bạn. Và trường ICE College thì cung cấp một loạt các chương trình khác nhau, từ các khóa chuẩn bị cho đến các khóa học chính thức ở các mức độ chuyên môn khác nhau. Thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.